quay cái đoạn này cái máy ép hút chân không anh em nhé. Cái con này nó to vất vã anh em, nó to vất vã luôn anh em, nào cần con này thì alo nhé. Chiều cao nó 80 phân, chiều cao nó 80 phân anh em nhé. Nhưng là đi 20, 40, đi 75 anh em, 40 phân vật 55, 50, 55 nhé, vuông là 55, cao là 80 anh em, cao 80, chắc lặng khủng khiếp anh em. Rồi anh em nào cần cái con này thì alo cho mình nhé. Rồi chi tiết anh em xem. Rồi, ok. Cái này toàn bộ chiếc này một mica dày 2 cm. Đấy, mica dày nhá. Bên trong. Đấy, bên trong. Nhìn nhá. Đấy, hút chân không anh em nhá. Máy hút chân không. Quay máy motor với cả cái bộ hút chân không. Biến thế. Buồng buồng trên nhé, buồng dưới không chốt. Ok nhé. Đây đo này, đây con đi qua đây thôi. Đang kiểm tra. Đấy, điện báo 200 hơn 200V. Đo đây được 207V, đúng rồi, nó cũng ngang nhau. Vậy là bây giờ là cái điện nó đang yếu đúng không? Vâng. Điện đang yếu. Đây chấm đấy. Đo bên đấy bao nhiêu V? 100V này. Đây 100V này. Đấy, 101V. 101V này. Ủa, 100V. Rồi. Đấy, con này nó mới như này mà. Đấy. Đây là cái con 5kg giải 90 nhá. Đấy, đấy chưa? Nhìn nó quay thấy chưa? Đấy. Đấy nhá, có quay như là hoạt động bình thường nhá. Ok chưa? Đấy. Đấy, tăng giảm là nó tăng giảm theo nhá. Đây cái để xem cái mặt mũi nó đằng bên này đây, đồng hồ nó đây. Ôi đồng hồ nó nhìn ngược. Đồng hồ nhìn ngược thôi, là nhìn ngược cũng được. Còn này, ok này, cái gì đây? Đó, 220 đó, đúng rồi đấy. Đấy, tăng giảm thì nó vẫn đứng ở mi mà 220V nhé. Rồi, ok đấy, thế là ok nha, mình quay nhanh nhé. Thấy chưa, quay nhanh nhé. Rồi, ok, thế được rồi đấy. Có khởi quạt để tiếp anh em. Hôm qua về phần lồng đấy. Nó to và đường kính phải đến 70 phân. Đường kính đến 70 phân. Cái motor này 2.2 anh em ạ. Motor này 2.2. Rồi. Quạt này cái quạt làm gì của to. Hai thúc có lùng. Này. Thông số nó đây. Đó. Mình rồi nhìn mãi mà không biết tốc độ nó bao nhiêu. Đấy. Ok anh em nhá. Rồi, to đúng rồi.